Lời tiên tri mới nhất về bốn con giáp bỗng trúng số đời đời, giàu có năm 2024, mạnh như rồng đạp gió, trăm sự suôn sẻ. Tử Vi Việt rất vui được gặp lại và đồng hành cùng quý anh chị, quý cô, quý bác trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý bình an và tấn tài tấn lộc. Trải đời mấy mươi năm, hẳn quý vị đã thấm thía cái giá trị của tiền tài vật chất sẽ ảnh hưởng thế nào đến một con người. Nó chi phối cả mối quan hệ giữa người với người. Ngay cả cùng một cha mẹ sinh ra đấy thôi, nhưng người thì nghèo rất mùng tơi, người lại giàu có xa hoa, của cải chẳng biết tiêu đâu cho hết. Người thì lăn lội từ nhỏ đến lớn, khổ cực mãi không ngóc đầu lên nổi. Người thì từ tấm bé, bụi không dính tay, lớn lên thì cứ thuận lợi đủ đường, ngồi chơi xơi nước vẫn tiền chất đầy nhà, bạn bè nể nang, anh em xa gần hết lời khen ngợi, nể nang. Nói đến đây chợt phát hiện ra, lời tiên tri mới nhất của thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết, đầu năm 2024 có thiên giáng tường thụy, khi sao kim trùng sao hỏa, sao chổi quỷ đồng thời dọc ngang bầu trời Việt Nam, khiến âm dương xoay chuyển sang quỹ đạo mới. Trong số 12 con giáp, có 4 tuổi này biết được ý trời, không lơ là với vận mệnh, mở ra thời khắc hoàng kim. 836 năm mới có lần vượt qua thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần nghe thấy điều này là đổi vận giàu to, hết khổ, hết nợ. Bao nhiêu vận hạn cũng vượt qua, bao nhiêu vất vả khi xưa đã được đền đáp xứng đáng. Mua nhà lầu, tậu xe sang, hiên ngang với làng cùng vali tiền tỷ, khiến ai cũng đỏ mắt ghen tị. Vậy, thiên văn dự báo điều gì? Thiên cơ hé lộ vận mệnh 4 tuổi này trong năm 2024 sẽ ra sao? Tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây. Số trời định sẵn, năm rồng đạp gió rẽ sóng. Bốn con giáp này rũ sạch nợ nần, đổi đời đại gia trong năm 2024. Vị trí đầu tiên, vận khí tốt, kiếm tiền suôn sẻ hơn, nhưng phải thận trọng năm tam tai cuối cùng. Một câu đúng ý nhất dành cho người tuổi Tý trong năm 2024 là trái tim ở đâu thì thế giới ở đó. Điều này có nghĩa là khi trực giác mách bảo, người tuổi Tý nên hành động theo kế hoạch. Đối với người tuổi Tý, năm 2024 là thời điểm nỗ lực hết sức để biến ước mơ thành hiện thực. Có lẽ yêu cầu đầu tiên để biến ước mơ thành hiện thực là hành động. Yêu cầu thứ hai là cố gắng không ngừng nghỉ. Và điều quan trọng nhất là đặt ra phương hướng và mục tiêu cho những nỗ lực của bạn. Năm Giáp Thìn mang đến cho người tuổi Tý nguồn năng lượng may mắn. Chính nguồn năng lượng này sẽ tạo nên cảm giác mới mẻ trong suy nghĩ về cuộc sống. Nhìn chung, với người tuổi Tý, năm 2024 là một năm đáng để nỗ lực phấn đấu vì có cơ hội thành công cao. Khi các nhu cầu về vật chất của tuổi Tý đã được đáp ứng, thì dường như các thành tựu đạt được lúc này không còn nhiều ý nghĩa quý giá. Nhưng nếu muốn có tài vận ổn định và phát triển hơn nữa, người tuổi Tý cần đặt mục tiêu rõ ràng trong năm 2024. Trách nhiệm và sự sẵn sàng gánh vác, làm việc chăm chỉ sẽ chỉ lối cho người tuổi Tý đến thành công. Người tuổi Tý sẽ tạo ra những câu chuyện hay cho cuộc sống của chính mình trong năm nay. Công việc của người tuổi Tý sẽ có cơ hội chuyển đổi theo hướng mạnh mẽ và rộng lớn hơn. Thứ bạn có thể nỗ lực tạo ra chính là những thiết lập của riêng bạn. Chỉ cần bạn đặt ra mục tiêu, xác định phương hướng và làm việc không mệt mỏi, thành công sẽ không còn là ước mơ nữa. Ngoài ra, người tuổi Tý cần thận trọng đối với những cam kết trong cuộc sống. Những vấn đề liên quan đến pháp luật cần được tuân thủ một cách nghiêm túc, tránh rắc rối sau này. Căn cứ vào mối tương quan giữa mệnh trạch tuổi Tý với lưu niên Giáp Thìn, hệ thống sao chiếu trong tử vi, phân định hung tinh, cát tinh mà luận đoán tốt xấu ở các phương diện như công danh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe trong năm 2024. Về công danh sự nghiệp tuổi Tý 2024, xét về vận trình sự nghiệp, cát khí từ tam hợp cục cho thấy người tuổi Tý sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp vào năm 2024. Có nhiều cải thiện rõ rệt, nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những thách thức mà bạn sẽ phải đối mặt. Đừng quên, cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị.
khi bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức, cạnh tranh có thể xảy ra, sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Nếu như trong năm 2023 trước đó, bản mệnh đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn, thì khi bước sang năm Giáp Thìn 2024, tình trạng bế tắc đó gần như không còn quá ảnh hưởng đến bạn. Bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối, nhưng ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó. Nhắc nhở tí, chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ. Hoặc khi được trao trọng trách mới, nhưng bạn lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định, nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá cho dù cơ hội vẫn đang đợi bạn khám phá. Bạn nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. Chớ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty và người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập môi trường nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, bạn sẽ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì tháng ngày sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với bạn. Với người đang đi học, bạn cần tăng cường khả năng và năng lực học tập của mình. Áp lực học tập có thể có nhiều mức độ khác nhau, nhưng chỉ cần bạn chăm chỉ thì chắc chắn bạn sẽ đạt điểm cao. Bạn cũng cần chú ý giữ thái độ tốt, không nên tạo căng thẳng và gò bó quá mức cho bản thân. Nhìn chung, năm 2024 này sẽ thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của tuổi Tý. Chỉ cần bạn không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào năm 2024. Xem tử vi năm 2024 tuổi Tý về phương diện tài lộc, tài khí của bản mệnh trong năm Giáp Thìn đặc biệt lý tưởng. Càng chăm chỉ, càng xông xáo làm ăn thì càng dễ thu được nhiều món lợi. Được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng, và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Trong năm 2023 trước đó, tài lộc của Tý vốn khá ảm đạm. Việc chính không suôn sẻ mà việc phụ cũng chẳng đem đến lợi nhuận là bao, khiến thu nhập chững lại. Một vài dự án đầu tư mù quáng trước đó cũng khiến con giáp này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Nhưng cuối cùng như muối bỏ biển, công sức như dã tràng. Thế nhưng khi bước sang năm 2024, mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm. Theo đó, Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao. Nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác. Tất cả là nhờ vào các mối quan hệ mà Tý đã dành công sức vun vén bấy lâu. Do đó, bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáu giận. Đồng thời, chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau kẻo lao đao. Đồng thời, bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác
để tăng thu nhập cho bản thân. Đặc biệt trong năm nay, nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân. Không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm. Chớ nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác. Cẩn thận vướng vào vòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng cần thiết, kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Về tử vi tuổi Tý mặt tài lộc. Tính đến tử vi tuổi Tý 2024 về mặt tài lộc sẽ trải qua một thời kỳ đặc biệt lý tưởng. Sự chăm chỉ và sự quyết tâm trong công việc sẽ mang lại nhiều cơ hội kiếm lời, đặc biệt là khi thiên tài và thực thần đồng lượt chiếu mệnh. Tầm nhìn sáng suốt và quản lý tài chính khôn ngoan, đặc biệt là trong các dự án triển vọng, sẽ thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Năm 2023, tử vi tuổi Tý đã trải qua một năm đầy ảm đạm về mặt tài lộc. Nhưng Giáp Thìn 2024 sẽ là một chuyển động tích cực, đặc biệt là trong nửa đầu năm, cơ sở kiếm tiền và thu nhập cao sẽ đến từ tất cả các phần nghiệp vụ chính và các dự án hỗ trợ. Trong cuộc sống hàng ngày, các kế hoạch bảo vệ và quản lý chi tiêu sẽ giúp duy trì sự ổn định của tài chính. Bạn cũng nên tìm kiếm các nguồn thu nhập mới để tăng cường tài chính cá nhân. Trong lĩnh vực kinh doanh, hãy hướng dẫn bản thân theo định hướng riêng, tránh mù quáng theo xu hướng và đầu tư mạo hiểm. Mối quan hệ cần được xử lý cẩn thận để tránh rủi ro, không chỉ về mặt tình cảm mà còn về vấn đề tài chính. Tử vi người tuổi Tý 2024 là thời điểm vàng để bạn tập trung vào sự nghiệp cá nhân và tài chính bền vững. Về tình duyên gia đạo tuổi Tý 2024, nhìn chung, vận trình tình duyên của người tuổi Tý sẽ tương đối suôn sẻ vào năm Giáp Thìn 2024. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng, nhưng đó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi yêu nhau, trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu, có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong năm nay. Dù giữa hai bạn vẫn còn có những khúc mắc xảy ra, nhưng chỉ cần đôi bên kiên nhẫn, bao dung và biết đặt mình vào vị trí của đối phương, thì đích đến hạnh phúc đang ở ngay trước mắt hai bạn. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia, cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến nhân duyên nở rộ. Điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình. Người tuổi Tý đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới, đặc biệt liên quan tới công việc để không phát sinh tình cảm ngoài luồng. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để tình trạng độc thân và bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Thậm chí có người còn có thể đi tới hôn nhân ngay trong năm 2024. Với sức hút tự nhiên của mình cùng với sự khéo léo và tinh tế, tuy công việc bận rộn nhưng người độc thân vẫn có thể quen biết nhiều bạn khác giới hơn trong các dịp xã giao, vui chơi giải trí, từ đó tạo ra cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng. Dù vậy, bạn vẫn nên dùng lý trí khi yêu, đừng để những quyết định bồng bột, cảm tính làm mờ mắt, có khi còn bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Lưu ý rằng, đào hoa tăng mạnh đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh. Chớ vì muốn chứng minh sức hút của mình mà có ý định trêu đùa với tình cảm của người khác. Nếu không có ý định tiến tới, hãy rõ ràng và dứt khoát ngay từ đầu. Về tình hình sức khỏe, đánh giá về sức khỏe trong tử vi tuổi Tý năm 2024 cho thấy sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng cuối cùng của tam tai, đồng thời phải đối mặt với hoạt động của các hung tinh Bạch Hổ và Ngũ Quỷ. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tý vẫn đầy những điều cần chú ý, yêu cầu sự quan tâm đặc biệt. Tử vi tuổi Tý năm 2024 cho thấy con giáp này sẽ đối mặt với một giai đoạn sôi động, nơi khối lượng công việc và áp lực tăng cao. Việc phải đi công tác hoặc tăng cường thời gian để đuổi kịp tiến độ công việc có thể tăng thêm sức nặng lên cơ thể, đe dọa sức khỏe và có thể dẫn đến những vấn đề về bệnh tật. Để duy trì sức khỏe, người tuổi Tý cần chú ý đến cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.
duy trì lối sống lành mạnh với hoạt động thể dục, chế độ ăn, ngủ, đủ giấc. Đặc biệt, trong mùa đông xuân, việc bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn bệnh theo mùa là hết sức quan trọng. Nói về hạn tam tai cuối cùng, mặc dù ảnh hưởng đã giảm nhẹ, nhưng người tuổi Tý cần tránh những việc quan trọng trong năm này, như xây dựng nhà cửa. Thay vào đó, nên mở rộng và phát triển bản thân hơn để đạt được những thành tựu lớn lao đã đặt ra. Và bây giờ, Tử Vi Việt xin chia sẻ đến quý vị và các bạn tử vi chi tiết từng tuổi Tý để quý vị và các bạn nắm bắt để đón lành tránh dữ nhé. Thứ nhất, năm 2024, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, Thổ. Người tuổi Tý sinh năm Canh Tý 1960 đã ở độ tuổi lục tuần trong năm Giáp Thìn 2024. Ở độ tuổi này, sức khỏe tinh thần nên được chú trọng hàng đầu. Khi tinh thần vui tươi thoải mái, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống ít muộn phiền, cũng không phải lo lắng bệnh tật. Nếu vẫn còn tham vọng theo đuổi công danh hay tiền bạc, bản mệnh Canh Tý nên chú ý làm việc vừa sức. Tiền bạc nhìn chung có đồng ra đồng vào, cần thận trọng trong kinh doanh và đầu tư. Nên đi một lộ trình chắc chắn và lâu dài, nếu không sẽ bị thua lỗ nặng nề. Ngoài ra, hãy tránh tranh chấp tài chính với người khác và chú ý đến một số chi tiết khi ký kết thỏa thuận. Xà đạo êm ấm, trưởng bối và hậu bối gần gũi. Bản mệnh nên duy trì lối sống và tác phong mẫu mực để làm gương cho con cháu trong nhà. Về sức khỏe, nên chú ý bệnh cao huyết áp, đường huyết, mỡ máu. Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, Mộc. Người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, gặp được cục diện ngũ hành tương sinh khi bước sang năm 2024, nên hầu hết các phương diện đều phát triển tốt. Công danh hay tài chính đều có thể hiện thực hóa tham vọng. Năm nay, bản mệnh nên tăng cường kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sẽ có lợi cho việc nâng cao năng lực kinh doanh của bản thân, càng dễ làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ có thể khiến bạn gặp phải một số tranh chấp tài chính. Các dự án liên quan đến số tiền lớn thì nên cẩn thận hơn. Làm gì cũng phải có hóa đơn chứng từ lưu lại để tiện đối chứng về sau. Chớ nên qua loa mơ hồ, nếu không rất dễ gặp họa. Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến những khó chịu về thể chất do mệt mỏi. Đồng thời cũng cần chú ý nhiều hơn đến các bệnh vặt như cảm sốt. Bình thường nên vận động nhiều hơn để kích hoạt cơ, xương, tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ ba, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Kim. Người tuổi Giáp Tý 1984 có tham vọng khá lớn trong năm Giáp Thìn 2024. Tình hình này rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp, còn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ, nên tìm cơ hội để thể hiện ưu điểm của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý, tránh tâm lý quá khích hay chủ quan. Các kế hoạch nếu không có tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu, bản mệnh có thể sẽ phải bỏ cuộc nửa chừng, việc gì cũng dang dở. Mặc dù năm nay thu nhập chính hay phụ đều khá tốt, nhưng bạn không nên chạy theo xu hướng đầu tư một cách mù quáng. Cần lập kế hoạch tài chính và giữ đầu óc tỉnh táo thì mới có thể tìm được những dự án kiếm tiền tốt. Về sức khỏe, bạn có thể trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng khi có việc không vừa ý. Điều đó vừa không tốt cho các mối quan hệ lại vừa gây hại cho cơ thể. Bạn cần học cách tĩnh tâm lại, đi dạo, uống trà, thả lỏng cơ thể và tinh thần, suy nghĩ tích cực thì mới có cuộc sống tốt đẹp. Thứ tư, tuổi Bình Tý, sinh năm 1996, Thủy. Với người tuổi Bình Tý 1996, bản mệnh được dự đoán sẽ có vận trình tương đối suôn sẻ trong năm nay. Các mối quan hệ tốt đẹp được đồng nghiệp và bạn bè ủng hộ. Trong quá trình nỗ lực theo đuổi sự nghiệp, con giáp này rất dễ bị kiệt sức do làm việc quá sức. Điều đó làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Hãy nhớ, dừng mọi việc có chừng mực, tự điều chỉnh bản thân. Tài lộc sẽ phát sinh thêm nhiều khoản phải chi tiêu. Nếu không có kế hoạch quản lý tiền bạc từ trước, e rằng sẽ gặp rắc rối về tài chính. Về sức khỏe, vận động hợp lý cũng là một cách thư giãn tốt. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu không, nó sẽ trở thành công cụ của bạn. Hãy cứ để mọi việc tự nhiên diễn ra. Thứ năm, tuổi Mậu Tý, sinh năm 2008, Hỏa. Việc học hành của tuổi Mậu Tý 2008 trong năm Giáp Thìn 2024
được dự đoán có nhiều tiến bộ. Bản mệnh có ý thức học tập, khả năng tiếp thu được cải thiện rõ rệt. Cha mẹ vẫn nên đồng hành và kiên nhẫn dạy dỗ để củng cố thêm chất lượng học tập của con cái. Rất có ích cho sự phát triển của trẻ sau này. Do đã đến tuổi có nhiều nhận thức, tâm lý của trẻ ở độ tuổi này khá nhạy cảm. Những vấn đề căng thẳng trong gia đình có thể ảnh hưởng ít nhiều đến trạng thái tinh thần của con giáp này. Cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con cái, dễ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con cái. Về mặt sức khỏe, bạn nên quan tâm tới hệ tiêu hóa để cơ thể phát triển khỏe mạnh. Trong quá trình vui chơi, nên chú ý an toàn, tránh xa ao hồ, sông nước. Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2024 cho tuổi Tý. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm là việc gì, bất kể lớn nhỏ, hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn gặt hái được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Tý nên dành chút thời gian đọc thật kỹ những dự đoán hung cát về vận trình năm 2024, cũng như tổng quan từng tháng. Từ đó, bạn chủ động biết được giai đoạn vận khí lên xuống, biết tiến thoái đúng lúc, đúng chỗ, dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt, phòng tránh vận xui đeo bám. Tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa, chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố tính toán mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó, thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận. Không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp tuổi Tý tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 4. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 4. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, người tuổi Tý có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Việc cúng bái cốt tùy ở tâm, miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy. Tuổi Tý có thể thành tâm làm lễ, chỉ cần đừng sa đà quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng sức lao động là cái gốc, phong thủy hay cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào. Chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe, thì tự có tựu thành thăng hoa. Lời làm lời nghĩ, gốc yếu thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Tý năm 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, từ công danh, tài lộc tới tình duyên sức khỏe. Chúc quý bạn tuổi Tý năm mới vạn sự cát lành. Vị trí số 2, xin chúc mừng tuổi Mùi, may mắn no đủ, trúng lớn độc đắc, 100 tỷ cầm tay năm 2024. Tử vi 2024 của 12 con giáp cho biết, năm nay chính là năm vàng của người tuổi Mùi, hứa hẹn những bước tiến nhảy vọt ở các phương diện, chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể. Nổi tiếng với bản tính siêng năng và trung thực, những người sinh ra vào năm Mùi sẽ trải qua một năm tràn ngập những cơ hội tích cực và những sự kiện tốt lành. Sự chăm chỉ và chân thành của họ sẽ được khen thưởng, dẫn đến thành công và thịnh vượng trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Người tuổi Mùi được khuyến khích mở lòng đón nhận năng lượng thuận lợi trong năm mới và tận dụng tối đa những phước lành dồi dào sắp đến với mình. Năm nay sẽ chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực cá nhân và tài chính của bạn, cũng như cách bạn điều hướng các cơ hội do năm rồng mang lại.
khả năng thích ứng và bản năng nội tại sẽ đóng vai trò là công cụ quan trọng để nắm bắt những cơ hội vàng này. So với tử vi năm 2023, thì vận trình năm 2024 của người tuổi Mùi có bước tiến nhảy vọt, rực rỡ hơn đôi phần và dần có xu hướng ổn định, ít bị biến động lớn do tác động ngoại cảnh. Nhờ được nhiều cát tinh trợ mệnh, hầu như không có hung tinh tác động xấu, nên mọi phương diện cuộc sống của đương số đều có sự phát triển đáng kể. Tuy nhiên, không ai nắm tay từ sáng tới tối được. Cát khí không thể tự nó kéo dài xuyên suốt cả năm. Đan xen với nó là những thời điểm hung khí lấn át, hoặc đơn giản là cảm xúc đi xuống, cũng kéo theo vận trình giảm sút. Miễn là mệnh chủ luôn duy trì được tinh thần tích cực, lạc quan, chủ động trong mọi tình huống, thì sẽ có một năm mới đáng để kỳ vọng. Căn cứ vào mối tương quan giữa mệnh trạch tuổi Mùi với lưu niên giáp Thìn, hệ thống soi chiếu trong tử vi, phân định hung tinh, cát tinh mà luận đoán tốt xấu ở các phương diện như công danh tài lộc, tình duyên sức khỏe trong năm 2024. Về công danh sự nghiệp tuổi Mùi 2024, có thể nói rằng năm nay là một năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Mùi. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tay vào cơ hội cất nhắc. Năm nay có sao chính ấn và chính quan phù trợ sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Bạn vốn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, nên một khi được giao nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên, quá trình làm việc không tránh khỏi va vấp, song bạn không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tinh thần quyết tâm và tích cực không những giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, các tinh thiên đức báo hiệu quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất, chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Năm 2024 sẽ đem tới cho bạn cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của bạn. Khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạt, tiến cử, bạn hãy tự tin đứng lên nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình. Cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể chính là cách báo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Với những người mới chập chững bước vào một công việc mới hoặc một môi trường làm việc mới, nhờ chịu sự tác động tích cực của sao thiếu âm, bạn luôn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Những quan điểm mới mẻ của người trẻ sẽ giúp bạn gây ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Nhìn chung, thời điểm này, bản mệnh hãy dũng cảm làm những điều mình cho là đúng. Chỉ cần bạn có lòng quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn. Hơn nữa, thời điểm này tiểu nhân lùi bước, bạn không còn phải quá đề phòng mọi người xung quanh. Ai đến với bạn cũng là người có thiện ý. Bạn sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào. Cốt là bạn không dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đạt được và ngủ quên trên chiến thắng. Về mặt tài lộc, tử vi tuổi Mùi năm 2024 nhận định tài lộc biến động không quá nhanh, mạnh, nhưng bền vững và tích lũy ổn định trong năm 2024. Dù bạn làm trong lĩnh vực nào, làm công, tư hay làm chủ, giữ vị trí gì đi nữa, thì chỉ cần bỏ công bỏ sức ra lao động sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, chính ấn và thiên ấn cho thấy bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mà như vậy thì bạn chắc chắn được nhận không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng. Cấp trên sẵn sàng tưởng thưởng cho những nhân viên cần mẫn và tài năng như bạn. Nếu tin tưởng vào bản thân và những gì mình đã gặt hái được cho tập thể, bạn cũng có thể mạnh dạn và chủ động đề bạt mong muốn được tăng lương với cấp trên. Khả năng được phê chuẩn là rất cao. Chẳng ai lại không muốn giữ một người mang lại nhiều giá trị cho tập thể ở lại công ty cả. Với người làm kinh tế, cát tinh thiên đức giúp bạn hóa giải nhiều khó khăn bạn gặp phải trên con đường làm giàu. Quý nhân luôn xuất hiện những lúc bạn cần nhất, cứu bạn thoát khỏi một bản thua trông thấy. Con giáp này cởi mở, tốt tính nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm được những đối tác phù hợp cùng chung chí hướng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Năm nay là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng,
mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chỉ cần bạn chấp nhận vất vả, bôn ba một chút, thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy vào trong túi bạn. Người làm lãnh đạo giữ được đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh và nhạy bén, nên dễ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về lợi ích cho tập thể. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Khi đồng tiền dư giả trong túi, các tinh thiếu âm khuyên bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chỉ cần bạn tốt bụng, giúp đỡ người khác không toan tính, thì đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Thậm chí, trong quá trình làm từ thiện, bạn còn có cơ hội kết thân với quý nhân hoặc những đối tác lớn. Về phương diện tình duyên của người tuổi Mùi, khá bình yên trong năm 2024 này. Bạn đã biết chú ý hơn đến lời nói và cách ứng xử của mình. Vì thế mà bạn được lòng mọi người xung quanh, nhận được nhiều sự yêu mến. Với người độc thân, bạn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc, nên dễ trở thành người nổi bật trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp sẽ muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Chỉ cần bạn chủ động bật đèn xanh, thì cơ hội nên duyên với một ai đó là rất cao. Người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên cũng thường xuyên giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Những đối tượng được giới thiệu thường là người đáng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng. Nếu hướng tới mục tiêu lập gia đình thì bạn nên cân nhắc thử gặp gỡ xem sao. Biết đâu, đó chính là người bạn mong mỏi tìm kiếm suốt bấy lâu đấy. Với những người đang có vết thương lòng, hãy để chuyện quá khứ trôi qua và đừng dành thời gian để thương nhớ hay oán hận những người đã quay lưng lại với mình. Bạn hãy nhìn về phía trước và dành cho những người chân thành cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu kỹ hơn về mình. Với những người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, bạn có một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau. Vợ chồng bạn luôn tâm sự cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. Giữa cha mẹ và con cái, khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách nghĩ, cách làm. Song đôi bên luôn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhờ thế mà không có mâu thuẫn nào gay gắt nổ ra. Đôi bên cũng ngày một thấu hiểu nhau hơn. Sao Thiên Đức cũng giúp các cặp đôi được đón nhận tin mừng đón thành viên mới trong năm 2024 này. Hãy luôn quan tâm, chăm sóc nhau để con cái ra đời trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Về sức khỏe, dưới góc nhìn tử vi tuổi Mùi năm 2024, đương số sẽ không gặp phải nguy cơ lớn lao gì về sức khỏe trong năm này. Mệnh chủ duy trì được sức khỏe ổn định, tinh thần phấn khởi, lạc quan. Nhờ vậy mà bạn có thể bắt tay làm mọi điều mình mong muốn, tham gia vào mọi hoạt động muốn tham gia và đạt được mọi kế hoạch đã đề ra. Nếu mắc phải những căn bệnh mãn tính trước đó, thì thời điểm này, do chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và tuân thủ lời bác sĩ, uống thuốc đều đặn mà bạn cảm thấy bệnh tình của mình có dấu hiệu cải thiện. Một số người gặp được đúng thầy đúng thuốc, thậm chí có thể chữa khỏi được bệnh trong năm này. Với những người trẻ tuổi thì bạn không nên phung phí sức khỏe của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Nếu bỏ bữa thường xuyên hoặc hay thức khuya dậy sớm, bạn sẽ dễ bị bệnh dạ dày, xương cốt hoặc các vấn đề về thần kinh. Và bây giờ, Tử Vi Việt sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình chi tiết từng tuổi Mùi trong năm 2024 như sau. 1. Tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, Kim. Phân tích tử vi tuổi Mùi năm 2024 cho thấy đây sẽ là một năm yên bình đối với người tuổi Ất Mùi. Bản mệnh cũng đã khá cao tuổi nên biết hài lòng với những gì mình đang có. Sống chan hòa với mọi người xung quanh, không còn tranh đoạt với những người ở ngoài xã hội. Vận trình tài lộc ổn định, khoản tiền lương, tiền tiết kiệm suốt những năm tháng tuổi trẻ giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần phụ thuộc vào con cái. Bạn có thể dùng khoản tiền này để chú ý chăm sóc sức khỏe cho mình nhiều hơn. Trong gia đình, bạn đặt nhiều niềm tin vào con cháu nên không đưa ra những ý kiến ép buộc người nhà phải nghe theo. Gia đình bạn luôn đầm ấm, con cháu biết kính trên nhường dưới. Nhìn chung, không có gì đáng lo. 2. Tuổi Đinh Mùi,
sinh năm 1967, Thủy. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng được trải qua một năm yên bình, không có nhiều sóng gió. Với những người vẫn còn đang công tác, nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm của mình mà bản mệnh thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn. Không chỉ giúp sự nghiệp của bản thân phát triển ổn định, mà còn đưa ra được những lời khuyên đúng đắn cho mọi người xung quanh. Người làm kinh tế cũng đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên duy trì được lượng khách hàng ổn định, không lo đến sự cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí, năm này, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội làm ăn. Nếu nắm bắt được, thì có thể thu về lợi nhuận dư giả. Gia đình bản mệnh cũng duy trì được bầu không khí yên ấm. Vợ chồng bạn luôn quan tâm và lo lắng cho nhau trên mọi mặt trong cuộc sống. Kết hôn càng lâu thì tình cảm càng thắm thiết. Về con cái, đôi khi bạn không tránh khỏi lo lắng, song mọi việc đâu sẽ có đó. Bạn cũng dần đặt nhiều niềm tin hơn vào con cái mình. 3. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, Hỏa. Năm 2024 có thể sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ đối với người sinh năm 1979. Bạn tìm được cơ hội để phát huy khả năng của mình, nên có thể khiến lãnh đạo nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa. Cơ hội thăng tiến hoặc tuyên dương, khen thưởng ập đến, khiến bạn vô cùng vui mừng. Song đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng và tiến về phía trước. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Còn khoản thưởng nóng, hoa hồng lại càng không thể thiếu. Người làm kinh tế thu được lợi nhuận ổn định sau công việc đã vào guồng. Bạn thậm chí còn mở rộng được thêm quy mô làm ăn, kinh doanh của mình. Trong gia đình, vợ chồng bạn hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và thông cảm hơn cho cái khó của nhau, nên những lần mâu thuẫn, tranh chấp có xu hướng giảm hẳn. Hai người cùng cổ vũ nhau làm ăn, phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Dù có khó khăn hoặc bất chắc nào xảy ra, đôi bên cũng cùng nhau càng đáng. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. 4. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, Thổ. Nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ đến với người tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bạn mạnh dạn hơn trong việc thể hiện quan điểm bản thân, nên dễ nhận được sự chú ý của quý nhân. Nhiều cơ hội công tác, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sẽ đến với bạn. Đừng ngại khó khăn vất vả, mọi công sức của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tình hình tài chính không có gì đáng lo. Người làm kinh tế tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, nên tiền chảy ào ào vào túi. Đôi khi đối thủ cạnh tranh gay gắt sẽ khiến bạn căng thẳng. Song chỉ cần phát huy điểm mạnh của mình, thì dần dần bạn có thể là người vượt lên. Phương diện tình cảm cũng đón nhiều tin vui khi người độc thân không còn bị ám ảnh bởi những nỗi buồn trong quá khứ nữa. Bạn dần mở lòng hơn với những người chân thành với mình. Trong khi đó, với những người đã lập gia đình, bạn có thể nhận thêm tin vui, đón thêm thành viên mới. Con trẻ là động lực để vợ chồng bạn cố gắng mỗi ngày xây dựng một gia đình ấm áp và đầy đủ hơn. 5. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, Mộc. Người sinh năm 2003 vẫn còn trẻ tuổi. Năm này, bạn sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức, kỹ năng mới để áp dụng trong công việc sau này. Bạn cũng sẽ kết bạn thêm được với nhiều người tốt, đôi bên cùng hỗ trợ nhau trong việc học. Nhờ thế mà thành tích học tập được nâng cao đáng kể. Quý nhân xuất hiện cũng giúp bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, đa số người tuổi này vẫn sống phụ thuộc vào sự trợ cấp của cha mẹ. Song nhờ bạn chi tiêu có kế hoạch hơn trước, nên không rơi vào cảnh thiếu tiền tiêu. Nếu muốn cải thiện mức sống cho mình, thì bạn có thể thử sức trong những công việc làm thêm. Vừa kiếm được tiền, vừa rèn luyện được các kỹ năng mềm cần thiết để sau này bước ra ngoài xã hội. Đào hoa nở rộ giúp nhiều bạn gặp được đối tượng ưng ý. Hai người tình cờ gặp gỡ, những tưởng như đã quen biết từ lâu. Đôi bên có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, nên chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh nhau. Tuy nhiên, quyết định đến với ai thì vẫn cần thận trọng, không nên quá vội vã kẻo gây hối tiếc sau này. Cách phòng tránh và hóa giải vận xui có thể gặp phải trong năm 2024 dành cho tuổi Mùi. Như đã nêu ở trên, 2024
được coi là năm cát lành với tuổi Mùi. Có điều, cát khí năm Giáp Thìn tuy vượng, nhưng không thể kéo dài xuyên suốt năm. Xen vào đó sẽ có những khúc trầm lắng, khó khăn hay đôi chút xui xẻo. Cho nên, đương số không nên chủ quan khinh suất, tránh ngủ quên trên chiến thắng, để rồi khi tỉnh lại, đã tuột khỏi tay nhiều cơ hội tốt, phải nói lời tiếc nuối. 1. Luôn nhắc nhở bản thân khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng, nhiều may mắn, thì đương số lại càng cần để cao tính này. Tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn hoặc coi khinh người khác, kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa, chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó, thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi đã có rồi, thì cũng không được có tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm. Trái lại, nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy. Có như thế tuổi Mùi mới hoàn toàn có được cát khí từ vận trình, chủ động trong mọi tình huống và có thể thay đổi được chính vận mệnh của mình theo hướng như mong đợi trong năm 2024. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Mùi năm 2024. Dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Chúc quý bạn tuổi Mùi năm mới vạn sự cát lành. Vị trí số 3, xin chúc mừng tuổi Thìn. Thần tài ban lộc, trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang. Tử vi tuổi Thìn 2024 sẽ có nhiều biến động quan trọng ở các phương diện cuộc sống. Cục diện lưu niên không ủng hộ, khó gặp thiên thời địa lợi, mưu sự thành hay bại đều do chính đương số quyết định. Luận giải tử vi năm 2024 dự báo, Giáp Thìn sẽ là một năm có nhiều biến động quan trọng đối với người tuổi Thìn. Trong năm tuổi của mình, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh, thêm cả những tác động bất lợi trong năm cuối phạm tam tai, nên hung cát xáo trộn, đương số gặp nhiều bất lợi và thách thức ở mọi phương diện cuộc sống. Người xưa có câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, cũng là vì lý do đó. Cho dù bản thân người tuổi Thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt, thì cũng sẽ tỏ ra rất nhỏ bé trước những khủng hoảng, khó khăn to lớn, mang tính khách quan của thời cuộc. Một số ít có thể rơi vào trạng thái u uất, chán chường. Điềm báo tử vi cho thấy, nửa đầu năm 2024 có thể khó khăn chồng chất, thách thức không ngừng xuất hiện, nhưng nửa cuối năm vận thế sự nghiệp sẽ đảo chiều. Quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc sẽ khiến con giáp này được lãnh đạo ghi nhận. Cuối cùng đạt được kết quả tốt, kèm theo đó là những khen thưởng xứng đáng, nên đừng vội nản lòng. Căn cứ vào mối tương quan giữa mệnh trạch tuổi Thìn với lưu niên Giáp Thìn, hệ thống giao chiếu trong tử vi, phân định hung tinh, cát tinh mà luận đoán tốt xấu ở các phương diện như công danh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe trong năm 2024. Về công danh sự nghiệp, tử vi tuổi Thìn năm 2024 về phương diện sự nghiệp không mấy thuận lợi. Trong năm tuổi của mình, bản mệnh sẽ gặp nhiều vấn đề phiền não và áp lực do thái tuế gây ra. Dù đã rất nỗ lực, nhưng không có cách nào để đảm bảo mọi việc thuận buồm xuôi gió từ đầu tới cuối. Tổng thể quá trình sẽ luôn luôn xuất hiện một số rắc rối nửa chừng do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Đặc biệt, đối với những người mới khởi nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh, buôn bán,
việc thiếu kinh nghiệm có thể khiến đương số va vấp rất nhiều, tốn cả công sức lẫn tiền của, mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí thất bại. Mức độ cạnh tranh trong năm Giáp Thìn được dự đoán tăng tiến khá mạnh. Vốn là con giáp có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao, nên dễ xảy ra bất đồng với người xung quanh. Dù chỉ là những ý kiến trái chiều, từ vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể chuyện bé xé ra to, dẫn tới những bất hòa gay gắt. Chủ động gây hấn như vậy sẽ chỉ càng khiến bạn gặp bất lợi. Tốt nhất nên chăm chỉ làm tốt việc của mình. Giữ thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Đầu tư năm nay cũng không nên mù quáng, bỏ qua rủi ro tiềm ẩn, mà nên áp dụng chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Ngoài ra, khi đàm phán kinh doanh, phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa lọc, gài bẫy. Đối với doanh nhân nói riêng, mệnh chủ có thể gặp nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình điều hành doanh nghiệp mà một mình không thể giải quyết được. Bên cạnh đó, cũng không thể tránh khỏi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Gặp phải những đối thủ mạnh, thậm chí có thể bị cướp đoạt ý tưởng kinh doanh. Vì vậy, lúc nào cũng cần giữ cái đầu thật lạnh, suy tính đường đi nước bước cẩn thận, chủ động phân tích tình hình và có biện pháp đối phó nhanh chóng và phù hợp. Dù vận quý nhân trong năm không nhiều, nhưng khi thực sự cần thiết, nên chủ động tìm kiếm kinh nghiệm, kỹ năng từ bạn bè thân thiết hoặc những người đi trước để có thể giải quyết vấn đề theo hướng đúng đắn hơn. Cũng cần lưu ý rằng, năm nay không nên mở rộng quy mô công việc một cách mù quáng, cũng không nên đi quá sâu vào lĩnh vực mới, nếu không sẽ chỉ mang lại gánh nặng kinh tế. Đối với người ở ngưỡng tuổi trung niên, nên cân nhắc việc nghỉ ngang, thay đổi công việc vào năm 2024. Nếu không, một khi từ bỏ công việc hiện tại, bạn có thể sẽ thất nghiệp một thời gian dài. Tuy nhiên, vật cực tức phản, nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân và giúp tuổi Thìn trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, năm nay bạn cũng sẽ được các ngôi sao tốt lành phù hộ như Chính Ấn và Hoa Cái. Vào tình huống nguy cấp nhất, có thể sẽ có bước chuyển ngoặt bất ngờ. Khi tuổi Thìn thoáng có ý định bỏ cuộc, bạn có thể nhận được sự động viên từ người khác. Khủng hoảng có thể nhanh chóng được giải quyết, cho dù đó là vài lời động viên, nhắc nhở hay hỗ trợ tài chính. Những điều này đều rất hữu ích đối với những chú rồng. Nhìn chung, năm nay rất cần đương số phát huy cao độ, khả năng làm việc mạnh mẽ của mình. Suy nghĩ thực tế và chăm chỉ, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố ập tới, mới mong giảm thiểu rủi ro. Thông qua việc trau dồi bản thân, duy trì thái độ lạc quan và giảm bớt cảm xúc bốc đồng, người tuổi Thìn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này trong năm nay. Về tài lộc, cùng với công việc làm ăn gặp khó khăn, phương diện tài lộc của người tuổi Thìn cũng khó tránh khỏi những tác động bất lợi từ trực thái tuế. Tiền bạc đội nón ra đi mà không rõ nguồn cơn, làm ăn thiếu hiệu quả, đầu tư có thể bị thua lỗ, tình trạng kinh tế gặp rất nhiều áp lực. Con giáp này vốn có khả năng, nhưng tình hình khó khăn chung khiến bạn khó phát huy trọn vẹn. Việc kiếm tiền trở nên vất vả và tốn rất nhiều công sức, nhưng thu nhập chưa thật sự khả quan như mong đợi. Hơn nữa, những người sinh năm Thìn coi thường các khoản thu nhỏ và luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn thông qua các dự án đầu tư và quản lý tài chính khổng lồ để có thể hiện thực hóa quyền tự do tài chính của mình. Lý tưởng tuy tốt, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng. Vận khí ảm đạm trong năm tuổi khiến bản mệnh rất khó đạt được tâm nguyện. Thậm chí quá mức cố chấp còn có thể mất hết cả vốn lẫn lãi. Có câu tích tiểu thành đại, các khoản tiền dù ít hay nhiều đều là do công sức của bản thân, bạn đều nên thận trọng. Một lý do nữa khiến tiền bạc của con giáp này thất thoát nhanh chóng là do người tuổi này thường tiêu tiền rất bất cần. Bạn có thói quen thích tiêu dùng hoang phí, sa đà vào lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay. Những hành vi này có thể tác động tiêu cực đến tài lộc. Người làm kinh doanh nên đề cao vấn đề đạo đức, đừng cố gắng làm giàu bằng những thủ đoạn bất hợp pháp. Đừng quên, năm nay vận hạn rất lớn. Những loại hành vi như vậy không chỉ băng hoại về mặt đạo đức mà còn khiến bạn có thể vướng vào vòng lao lý, kiện tụng, tù tội, phá hủy tất cả những gì đã vất vả gây dựng. Năm nay chớ vội mở rộng quy mô làm ăn, tốt nhất
nên làm tốt hoặc tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch đang dang dở hiện tại. Đầu tư phải tùy thuộc vào năng lực của bản thân. Không nên mù quáng chạy theo xu hướng hay nghe lời dụ dỗ chào mời mà vung tiền bất chấp. Làm gì cũng nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng, cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Đối với người làm công ăn lương, sự trì trệ trong công việc có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của bạn. Ngoài ra, có thể do chủ quan đánh giá sự việc mà bạn cũng có thể phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Nhìn chung vận khí năm nay không tốt, đương số cần quản lý tiền bạc cẩn thận, tránh rủi ro, lãng phí. Hạn chế các khoản vay mượn, cũng không nên tùy tiện cho vay mà không tìm hiểu kỹ càng và hãy cẩn thận với những gian lận và lừa đảo. Đừng phô trương sự giàu có của mình, kẻo khơi dậy tính toán của những người xấu tâm, rồi rơi vào cạm bẫy mất tiền. Cần lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu những chi phí không cần thiết, tránh xa đỏ đen. Tất nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là quá chi ly. Đừng thắt chặt cuộc sống quá mức. Bạn có thể tự thưởng cho mình đúng lúc, nhưng hãy giữ ở mức vừa phải. Về tình duyên và gia đạo, tử vi năm 2024 tuổi Thìn ở phương diện tình cảm có nhiều bất ổn. Hạn thái tuế giáng xuống khiến phương diện tình cảm, đời sống hôn nhân của tuổi Thìn chịu ảnh hưởng rất lớn, càng làm gia tăng gánh nặng cuộc sống và khiến tinh thần bản mệnh sa sút. Người độc thân có những trải nghiệm tình cảm lên xuống. Dù được ngũ hành lưu niên tương sinh và các tinh hoa cái mang tới đào hoa, nhưng thái tuế áp đỉnh khiến phần lớn đều là đào hoa xấu, người gặp nhưng không ở lại, tình cảm nhiều dang dở và bẽ bàng. Năm nay bạn tốt nhất không nên duy trì mối quan hệ mập mờ, nếu không người bị tổn thương sau cùng chỉ có bạn mà thôi. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng đứng trước thử thách khi điểm báo cho thấy có thể sẽ có người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình của hai bạn. Về phía bản thân mình, bản mệnh nên nghiêm cẩn giữ mình, tránh xa cám dỗ tình cảm để không phá hỏng danh tiếng và hạnh phúc hiện tại. Còn nếu là người bị hại, trong mọi tình huống hãy luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì lý trí, kiềm chế tính nóng nảy kẻo dẫn đến xô xát, thậm chí có thể chịu trách nhiệm hình sự. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình yên vui. Với các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, cả hai đều cần sự kiên nhẫn, bao dung hơn, tăng cường trao đổi, giao tiếp với đối phương để mối quan hệ được bền lâu. Thực tế, năm nay tâm tính tuổi Thìn bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường, có thể sẽ gây ảnh hưởng và khó chịu cho nửa kia. Cách hành xử nóng nảy, vô lý của bạn có thể khiến căng thẳng leo thang, tình yêu lung lay, rất dễ đứt cánh giữa đường. Đào hoa tăng lên cũng giúp bạn vượng duyên khác giới, song lại không có lợi cho người đã có đôi. Đây là lúc bạn cần chú ý khoảng cách thích hợp với các mối quan hệ khác giới xung quanh, dù là trong công việc hay trong xã giao. Đừng để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp hoặc những lời đồn đại không hay. Vì năm nay là năm tuổi nên không thích hợp để đưa ra quyết định kết hôn. Nếu tình yêu chín muồi và cả hai thực sự muốn xây dựng tổ ấm, thì nên nghiên cứu kỹ các phương pháp hóa giải thái tuế ngay từ đầu. Tử vi tuổi Thìn năm 2024 về phương diện sức khỏe không được lý tưởng do trực thái tuế án ngữ, tam tai tác động. Vì vậy, đừng xem nhẹ với bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, dù là nhỏ nhất. Đầu tiên, hãy cố gắng tránh thức khuya, duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ngủ đủ giấc để cơ thể được phục hồi năng lượng đầy đủ, để đối phó tốt hơn với nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống. Thứ hai, chú ý đến thói quen ăn uống, tránh ăn quá nhiều hoặc bỏ bữa, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, hạn chế ăn đồ cay nóng, kích thích, ăn nhiều rau củ quả tươi, duy trì uống đủ nước, có tác dụng giải độc, làm đẹp và chống lão hóa. Năm nay, bạn nên quan sát tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên hơn. Khi nhận thấy có biểu hiện khó chịu, thì nên đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Đừng né tránh việc điều trị y tế, cũng đừng ngại tốn tiền. Nếu không, rất có thể sẽ trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất. Càng chậm trễ thì số tiền và chi phí phải trả càng nhiều, bệnh tình cũng nặng thêm. Đương số đi đứng cẩn thận, tránh xa rượu bia khi tham gia giao thông, kẻo gặp họa huyết quang. Nhẹ cũng chảy xước tứ chi, nặng có thể phải can thiệp dao kéo. Ngoài ra, do vận khí cả năm ảm đạm
nên bạn cũng nên chú ý duy trì sức khỏe tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của sự lo lắng, căng thẳng lên cơ thể. Khi bạn vui vẻ, nhìn cuộc sống với cặp mắt tích cực thì có thể đẩy lùi rất nhiều bệnh tật. Dù có khó khăn tới đâu cũng hãy đối diện với mọi thứ đang xảy ra hiện tại với một tinh thần lạc quan để có thể vượt qua những trở ngại tốt hơn và hướng tới một tương lai tươi sáng. Và bây giờ, Tử Vi Việt xin chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình chi tiết từng tuổi Thìn trong năm 2024 như sau. 1. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, hỏa. Vận trình năm 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, thăng trầm rất nhiều. Những điều không như ý trong cuộc sống ảnh hưởng tới tinh thần của con giáp này. Nếu không kịp thời hóa giải, để lâu ngày còn sinh bệnh. Ở độ tuổi lục tuần, nếu vẫn còn đang cống hiến cho sự nghiệp, bạn có thể gặp khó khăn khi không theo kịp lớp trẻ, phát huy không tốt, dần bị đào thải dù bản thân vẫn còn nhiều hùng tâm tráng trí. Còn nếu đang kinh doanh tự do, với kinh nghiệm của mình, bạn vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường. Song cạnh tranh tăng cao, đối thủ nhiều chiêu trò cũng khiến bạn nhiều phen lao đao. Khi đã ở tuổi này, bản mệnh cũng nên dần trao lại việc cho con cái. Đừng tự mình ôm cả vào người, rất dễ lao lực. Trong cuộc sống gia đình, bản mệnh có xu hướng nóng giận thất thường, luôn hành động theo ý mình. Mối quan hệ với bạn đời và con cháu xa cách, điều này sẽ khiến bạn ngày càng khó chịu và muộn phiền. 2. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, thổ. Với người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, khi bước sang năm 2024, đời sống hôn nhân gặp nhiều trục trặc. Trong nhiều vấn đề thường ngày, vợ chồng sẽ có những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Thậm chí, đôi khi còn cãi vã gay gắt, động tay động chân. Khi căng thẳng không được xoa dịu, có người sẽ lựa chọn ly thân lâu dài. Tuy rằng vẫn chưa ly hôn, nhưng cũng không khác gì ly hôn. Sức khỏe của tuổi này cũng có điểm báo sa sút do một số thói quen xấu, bao gồm hút thuốc, uống rượu. Ngoài ra, một số người đam mê bài bạc có thể liên quan đến vấn đề hình sự, vừa mất tiền vừa tổn hại danh dự. 3. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, mộc. Những người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, đặc biệt là nữ mệnh độc thân, sẽ phải chịu áp lực nặng nề trong năm 2024. Ngoài việc phải đối mặt với công việc khó khăn, bản mệnh còn phải chịu thúc giục hôn nhân từ gia đình. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí còn có ý định nhắm mắt kết hôn chỉ vì mục đích làm hài lòng phụ huynh. Về tiền bạc, người tuổi Mậu Thìn thường có ý tưởng làm giàu chỉ sau một đêm, không muốn làm lụng vất vả nên có thể sẽ dấn thân vào các trò đỏ đen, cờ bạc với mong muốn sớm đổi đời. Tuy nhiên, một khi bạn mua một số lượng lớn cổ phiếu có tính rủi ro cao hoặc mua vé số thường xuyên, bạn sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào mà chỉ mang lại cho bạn những tổn thất tài chính nghiêm trọng. 4. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, kim. Đương số có thể gặp nhiều nỗi buồn vì tình cảm không như ý, thậm chí có xu hướng tự hủy hoại, dằn vặt bản thân, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Tình trạng này kéo dài là điều không nên, bạn cần kịp thời điều chỉnh và thay đổi. Có can đảm nhìn về phía trước, đừng luôn nhớ nhung những người hay sự việc trong quá khứ. Hãy luôn vững tin vào tình yêu đẹp đẽ đang chờ đợi ở phía trước không xa. Về sự nghiệp, dù đã làm việc lâu năm hay mới bắt đầu, bạn đều cần rèn giũa cho bản thân, có ý thức nghiêm túc và tự giác. Giữ thái độ khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đừng suốt ngày than vãn, gặp điều gì không hiểu thì nên hỏi, xin lời khuyên kịp thời. Chớ nên giả vờ hiểu, bởi giấu dốt, sớm muộn gì cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Thìn năm 2024. 1. Tránh kết thúc việc quan trọng trong năm 2024. Dù mức độ ảnh hưởng của hạn tam tai năm cuối đã nhẹ hơn trước, nhưng người tuổi Thìn lưu ý tránh kết thúc việc quan trọng trong năm nay, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa. Thay vào đó, nên mở rộng và phát triển thêm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 2. Chớp thời cơ ngay khi có thể. Do tác động cùng lúc của cục diện trực thái tuế và hạn cuối tam tai, vận trình năm 2024 về cơ bản nhiều bất lợi, khó khăn. Tuy nhiên, không phải xuyên suốt là chuỗi những xui xẻo.
vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mỗi chặng, nhất là khi vận khí hanh thông do gặp cát tinh soi đường chỉ lối, gặp đúng thiên thời địa lợi. Đó chính là cơ hội tốt để đương số nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh để chấp thời cơ làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. 3. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm là việc gì, bất kể lớn nhỏ, hành sự thận trọng, chăm chỉ và có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bản mệnh gặt hái được kết quả như mong đợi. Nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 4. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 5. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, đương số có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Việc cúng bái cốt ở tùy tâm, miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng vào mâm cao cỗ đầy. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Thìn 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, từ công danh tài lộc tới tình duyên sức khỏe. Chúc quý bạn tuổi Thìn năm mới vạn sự cát lành. Vị trí số 4, tuổi Dậu năm 2024, đạp gió rẽ sóng, thoát cảnh nợ nần, đổi đời đại gia. 2023 được coi là một bước lùi của tuổi Dậu, thì sang năm 2024, đương số sẽ có sự nhảy vọt gấp nhiều lần. Vận trình hanh thông, được nhiều cát tinh chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Có thể nói, công sức bỏ ra bao nhiêu đều được đền đáp xứng đáng, gặt hái thành quả tương xứng tới đó. Căn cứ vào mối tương quan giữa mệnh trạch tuổi Dậu với lưu niên Giáp Thìn, hệ thống sao chiếu trong tử vi, phân định hung tinh cát tinh mà luận đoán tốt xấu ở các phương diện như công danh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe trong năm 2024. Về con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu, có nhiều bước tiến rõ rệt trong năm nay. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác. Nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Năm này nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao, thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là người vừa bước chân vào môi trường mới hay người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bản mệnh cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Chính quan soi chiếu là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Cát tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới phát triển bản thân. Tất nhiên, không phải thời điểm nào trong năm bạn cũng gặp vạn sự như ý do tác động của hung tinh, như tử phù chẳng hạn. Hung tinh này tuy nhỏ, nhưng nếu chủ quan khinh suất, nó có thể biến những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bản mệnh dù có đang thắng thế, cũng chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử, thì có thể biến bạn thành thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập, chờ lúc bạn phạm sai sót là tìm cớ để hạ bệ bạn ngay. Trước khi quyết định bắt tay vào một công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó, hoặc quá cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Năm nay, bạn cứ chậm mà chắc, thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân. Xem tử vi tuổi Dậu năm 2024 về phương diện tài lộc
thấy rõ, dấu hiệu vượng phát, tăng tiến. Hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với năm ngoái. Nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nắm bắt. Chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp công danh, bạn gặt hái được thành quả cao trong công việc, nên thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ có cục diện nhị hợp và các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh sẽ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng thưởng, tăng lương. Nếu tự nhận thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương với cấp trên. Chắc chắn chẳng vị lãnh đạo nào có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như bạn. Chính quan cho thấy những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hái được giúp tập thể thu về không ít lợi nhuận. Bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ nên nhiều mối làm ăn, buôn bán, thu được lời lãi vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữ chữ tín nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông. Bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần lo lắng quá đến sự cạnh tranh của đối thủ. Bản mệnh cũng có thể xem xét đến việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất trong năm này. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song làm đến đâu thấy kết quả đến đấy. Bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của tham tai và hung tinh tử phù. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đầy túi cũng muốn bắt chước theo, bởi có thể đối phương có những lợi thế mà bạn không có được. Tốt nhất, làm việc gì cũng hãy căn cứ vào tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường ngách cũng sẽ giúp bạn thu tiền về đầy túi. Còn nếu chạy theo xu thế thị trường hoặc mù quáng nghe theo lời rủ dê, bạn sẽ sớm cháy túi. Về phương diện tình cảm của người tuổi Dậu có tốt có xấu, do cả những yếu tố khách quan và chủ quan. Vì thế, bạn nên chú ý hơn trong cách nói năng hành xử, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh để hạn chế rắc rối. Trong năm này, người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài đối tượng xem mắt. Nếu có thiện cảm với ai thì bạn nên chủ động trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó. Chớ nên ngại ngùng hoặc thờ ơ, kẻo không giữ được mối lương duyên. Sao hàm chỉ xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn dễ vướng phải những rắc rối trong chuyện tình cảm. Do đó, yêu ai thì cần nghiêm túc, chớ đứng núi này trông núi nọ, bắt cá hai tay, kẻo cuối cùng thì làm mối tối nằm không. Nếu bạn không chân thành trong tình yêu thì dễ khiến những người chân thành với mình tổn thương. Đến lúc hối hận thì khó có thể cứu vãn được nữa. Bên cạnh đó, một số người cũng phải lý trí hơn trong chuyện tình cảm. Chớ xiêu lòng vì lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, đừng chỉ nghe lời đối phương nói. Bạn cần để ý xem những hành động của đối phương có thể hiện rõ sự quan tâm, chân thành với mình hay không. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của vợ chồng bạn không có nhiều biến động. Song, đó cũng không phải là dấu hiệu tốt lành trong năm nay. Có thể những dấu hiệu rạn nứt đang xuất hiện dần dần mà cả hai đều không nhận ra. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để trò chuyện và giúp đỡ nhau. Những việc làm nhỏ nhặt cũng đủ thể hiện sự quan tâm và giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Người trưởng thành khó tránh khỏi những lúc phải xã giao, tiệc tùng. Song bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Đừng để đào hoa xấu có cơ hội xuất hiện. Trước khi làm việc gì, bạn cần nghĩ tới người thân. Đừng buông thả bản thân, kẻo hối hận cũng không kịp. Xem tử vi tuổi Dậu năm 2024 về phương diện sức khỏe. Rất đáng mừng là đương số duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt khi bước sang năm 2024. Con giáp này hãy nhắc nhở bản thân duy trì lối sống điều độ, dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, giúp cơ thể thêm phần dẻo dai, khỏe mạnh. Với người đang có bệnh trong người, hãy luôn suy nghĩ lạc quan và thực hiện đúng theo lời dặn dò của bác sĩ. Bạn sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu cải thiện. Thậm chí, một vài người gặp thầy gặp thuốc
còn có thể chữa dứt được căn bệnh đã làm phiền mình suốt bấy lâu nay. Những lúc cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, đừng ngại tâm sự với người đáng tin cậy. Bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình trở nên thư thái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Bạn phải mở lòng thì người khác mới biết để giúp đỡ bạn. Ngoài ra, sự nâng đỡ của tử vi đại cát tinh mà một số cặp đôi sẽ đón tin vui về chuyện cưới hỏi hoặc con cái trong năm 2024 này, nhất là những gia đình hiếm muộn. Và bây giờ, tử vi Việt xin được chia sẻ đến quý bản mệnh vận trình tử vi từng tuổi Dậu năm 2024 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, Hỏa. Năm 2024 này có thể nói là một năm khá bình yên đối với người tuổi Đinh Dậu. Mọi mặt cuộc sống của bản mệnh ổn định, không phải đối diện với sóng to gió lớn nào. Nhiều người ở độ tuổi này đã nghỉ hưu nên không phải lo lắng quá nhiều đến công việc. Thậm chí, nhờ vào vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà bạn giúp đỡ được cho người khác, trở thành quý nhân của một ai đó. Tình hình tài chính không có biến động gì lớn, bạn duy trì được mức sống ổn định, có của ăn của để, không phải suy tính quá nhiều trước khi mua sắm. Tuy nhiên, nếu cầm nhiều tiền trong tay, thì bản mệnh nên có phương án gửi tiết kiệm hoặc giữ cho kỹ. Đừng để kẻ xấu lừa gạt, khiến công sức bao năm đổ sông đổ bể. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, Thổ. Người tuổi Kỷ Dậu cũng trải qua một năm 2024, không có nhiều biến động. Bạn có cách hành xử, nói năng điềm đạm nên tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với mọi người, tránh được những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có. Phương diện sự nghiệp phát triển bình ổn, bạn là người giàu kinh nghiệm nên đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Tình hình tài chính phát triển rực rỡ khi bạn liên tiếp nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền lời lãi mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Tuy nhiên, trong gia đình thì bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình, chớ đưa ra những ý kiến áp đặt người khác. Trước khi ra lệnh thì hãy tự đặt mình vào vị trí của người thân. Như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Mộc. Người sinh năm 1981 hãy cố gắng hết sức mình trong mọi việc. Như vậy thì công sức của bạn sẽ không uổng phí. Trên phương diện sự nghiệp, đừng ngại đổi mới bản thân và học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới. Có thể trong quá trình đó, bạn sẽ khám phá được thêm những điểm mạnh của mình, tìm ra hướng đi mới trong công việc. Tình hình tài chính ổn định, nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì không thiếu các khoản thưởng nóng. Với người làm kinh tế, do đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên bạn kiếm được khoản tiền ngày một tăng tiến. Nếu có tiền trong tay, bạn có thể suy tính mở rộng thị trường hoặc đầu tư vào một vài lĩnh vực khác. Mối quan hệ vợ chồng thiên về bình ổn, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến người thân. Đừng dành hết thời gian hoặc tâm huyết cho sự nghiệp. Mỗi ngày, dù bận rộn đến mấy, cũng đừng quên trò chuyện và giúp đỡ mọi người. Việc đó có tác dụng gắn kết tình cảm. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, Kim. Người tuổi Quý Dậu có một năm khá thuận lợi để phát triển sự nghiệp và tài chính. Bạn vẫn còn trẻ, vì vậy đừng ngại cống hiến sức lao động của mình. Sự cố gắng của bạn sẽ được ghi nhận và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Bản mệnh đừng ngại thể hiện quan điểm, nêu ý kiến của mình trong tập thể. Nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thêm vào đó, đừng ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới. Bởi dù thành công hay thất bại, bạn cũng sẽ học thêm được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Việc kiếm tiền nhìn chung khá thuận lợi, dù có thể bạn chưa thu được khoản lời lãi dư giả như dự kiến. Bạn vẫn còn trẻ, vì thế hãy chăm chỉ học thêm những kiến thức mới từ sách vở và từ những người đi trước. Như vậy, bạn sẽ tránh được nhiều nguy cơ và nhận ra nhiều cơ hội. Trên phương diện tình cảm, người đã lập gia đình cần chung thủy với nửa kia của mình. Đừng vì một phút ham vui mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. Người còn độc thân nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Đừng để lỡ mất các mối lương duyên. Một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái trong năm